tâm cứu rỗi chúng ta sẽ học về tấm lòng Đức Chúa Trời ở trong Roma đoạn 3 câu 21 đến câu thứ 26 xin chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa trong Roma đoạn 3 câu 21 đến câu thứ 26 nhưng bây giờ sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng đó là sự công chính của Đức Chúa Trời Bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ Ban cho mọi người có lòng tin Không phân biệt ai cả Vì mọi người đều đã phạm tội Thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời Nhờ ẩn Ngài Bởi sự cứu chuộc trong đấng Christ Giêsu Họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào Đức Chúa Trời đã lập Ngài Làm sinh tế chuộc tội Cho những ai có đức tin trong huyết Ngài Việc này bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời vì Ngài lấy lần nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa giê -xu. Kính lạy Chúa là cha nhân ngay của chúng con, tạ ơn cha vì tình yêu thương lớn lao cha đã ban cho chúng con trong cứu Chúa giê -xu Christ. Cảm ơn cha đã đến với chúng con, đem chúng con trở về với Ngài. Và sáng hôm nay chúng con đến với lời Chúa Xin Chúa Ngài soi sáng tấm lòng của mỗi chúng con Để chúng con hiểu được lời của Ngài Để chúng con hiểu được tấm lòng của Chúa dành cho chúng con Cho chúng con biết đáp ứng lại tình yêu của Cha Và xin cho chúng con được sống vui mỗi ngày Ở trong sự hiện diện của Ngài Cầu xin Chúa Thánh Linh cai trị trong thời giờ này soi sáng cho chúng con bởi lời của Chúa Giúp cho chúng con thấy rõ chân lý của Ngài Xin Ngài cai trị đến những lời nói của mỗi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Thư Roma được gọi là tin lành theo follow Chúng ta có tin lành theo Matthew, tin lành theo Mark, tin lành theo Luca, tin lành theo Giăng và đây là tin lành theo follow Bức thơ này rất là quan trọng vì cho chúng ta thấy được hiểu được cái ý nghĩa của sự chết của Chúa Giêsu Christ. Các sách tin lành thì nói đến sự chết của Chúa Giêsu, nhưng thơ Roma cho chúng ta biết được ý nghĩa của sự chết. Bức thơ này quan trọng vì cho chúng ta biết ý nghĩa của sự chết của Chúa Giêsu. Nhờ thế này chúng ta hiểu được chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 21 đến câu 26 là trọng tâm hay là cái con tim của cái bức thơ này. Như thế cái phần kinh thánh này rất là quan trọng Và chúng ta cần phải hiểu rõ Nhưng mà vì cái đoạn kinh thánh này dùng những cái từ ngữ Mà đối với chúng ta nhiều khi chúng ta thấy nó quá xa lạ Chẳng hạn như là sự công chính hay là xưng công chính Và chúng ta thấy xa lạ chúng ta không có chịu tìm hiểu Cho nên chúng ta không thấy được cái ý nghĩa của cái đoạn kinh thánh này và vì không thấy thấy được cái ý nghĩa cho nên chúng ta không có quý gì lắm. Chúng ta chỉ học thuộc câu một câu trong cái đoạn kinh thánh này là câu là câu thứ 26 mà thôi, đoạn 3 câu 26. Vì mọi người đều đã phạm tội à, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Câu đó thì chúng ta biết, nhưng những câu còn lại thì chúng ta chưa thuộc. Có lẽ ai trong chúng ta đây đều đã thuộc dân đoạn 3 câu 16. Câu đó nó gần với lòng của chúng ta, chúng ta yêu quý. Câu kinh thánh đó vì nói đến tình yêu của Chúa cho chúng ta. Và cái khúc kinh thánh này trong Roma đoạn 3 câu 21 đến câu 26 cũng nói đến tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta nên để thì giờ ra để học thuộc cái đoạn kinh thánh này. Học thuộc Roma đoạn 3 câu 21 đến câu 26. Vì đây là trọng tâm của tin lành. Đây là cốt lõi, đây là tinh túy của tin lành mà chúng ta cần phải biết. Chúng ta thấy rằng trong Roma đoạn 1 đến câu 18 đến đoạn 3 câu thứ 20 thì sứ đồ Lô đã lập luận rằng mọi người đáng ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời và đáng bị Ngài hình phạt. Luật pháp môi Xe không cung cấp cho người ta một cái năng lực nào để có thể tuân giữ theo đặng có cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Luật pháp chỉ tỏ ra sự vi phạm của người Do Thái và người dân ngoại Người dân ngoài thì không có luật pháp nhưng mà họ có lương tâm mà người ta đã chối bỏ lương tâm, chống, sống nghịch lại với lương tâm. Như thế họ cũng đáng ở dưới cơn thành nộ và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Sự công chính của Đức Chúa Trời không có trong luật pháp nhưng được bày tỏ trong Đức Chúa Jesus Christ và qua sự chết cứu chuộc của Ngài. Lời hứa của Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại đã được luật pháp nói đến, đã được các nhà tiên tri nói đến và chúng ta đọc và chúng ta thích thú khi thấy những cái điều đó ở trong Tân ở trong cựu ước nhưng bây giờ những điều đó đã được thực nghiệm đã được ứng nghiệm đã được hoàn nghiệm ở trong tăng ước, ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta đọc như trong uh, Esai chúng ta thấy rằng chúng ta như chiên đi lạc ai theo theo đường ấy nhưng Đức Chúa Trời đã chắc hết thảy tội lỗi của chúng ta ở trên ngài trên Chúa Giêsu rồi chúng ta đọc ở trong Jeremy đèn trước Chúa, Chúa Trời Ezechiel nói rằng Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một tấm lòng mới một tấm lòng bằng thịt chứ không phải bằng đá và điều đó Chúa đã ban cho chúng ta trong được Chúa Giêsu Christ ô cả kinh thánh từ ngay sáng thế ký là Chúa đã nói đến việc Chúa Giêsu chịu chết cho chúng ta rồi là con rắn sẽ đạp trên à, cái cắn gót chân của dòng dõi người nữ nhưng mà dòng dõi người nữ sẽ đạp ở trên đầu của con rắn đó là nói về Chúa Giêsu Giêsu bị chết trên thập tự giá nhưng mà qua cái chết của Giêsu ngài đã tiêu diệt ma quỷ trúc phế ma quỷ và ma quỷ không còn lộng hành được nữa sự công chính của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi cái chết của Giêsu bày tỏ tình yêu thương và sự công bằng của Ngài và ai đặt đức tin nơi Giêsu thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tôi xin phép phải quý vị Muốn có mối liên hệ tốt đẹp với Chúa không? Quý vị thật sự muốn có một cái mối liên hệ thấm thiết, thân mật, gần gũi với Chúa mỗi ngày không? Nếu đó là cái điều mà quý vị thật sự muốn, tôi xin quý vị mạnh dạng một chút bằng cách giơ tay. Tôi muốn có một cái mối liên hệ thân thiết gần gũi với Chúa mỗi ngày. Quý vị có ai không muốn thì xin... Uh, dạ, <laughs> đó là tất cả chúng ta đều muốn như vậy Bây giờ tôi xin yêu cầu quý vị một điều nữa Bây giờ quay sang người ngồi bên cạnh quý vị Và nói cho người đó biết Tại sao quý vị muốn có cái mối liên hệ thân thiết Với Đức Chúa Trời Bây giờ quý vị nói cho người đó Tại sao mình muốn có một cái mối liên hệ thân thiết Với Đức Chúa Trời <laughs> Tại sao <laughs> Tại sao vậy quý vị Tại sao quý vị muốn được gần với Chúa Tại sao? Dạ chứ cứu nhưng mà tại sao muốn gần với Chúa? À tại vì thương Chúa dạ, dạ Giờ <laughs> Dạ câu hỏi quan trọng nữa là ai là người có đủ điều kiện để được gần gũi Đức Chúa Trời? Ai là người có đủ điều kiện để được gần gũi Đức Chúa Trời? Tức là những điều kiện nào cần phải có để mà được đến gần với Đức Chúa Trời? Quý vị có biết không? Điều kiện nào để có Mà thưa quý vị Cái điều mà tôi muốn thưa quý vị sáng hôm nay Là nói về cái tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời đối với quý vị Chúa Chúa Trời đã bày tỏ ra sự công chính của Ngài Vì cớ tình yêu thương Chúa đã hành động vì tình yêu thương Để bày tỏ cho chúng ta biết Chúa thương chúng ta đến mức nào Đức Chúa Trời muốn có một cái mối liên hệ tốt đẹp thân thiết với quý vị Tôi xin lặp lại, Đức Chúa Trời muốn có một mối liên hệ tốt đẹp, thân thiết với quý vị. Đó là cái điều mà Chúa muốn. Vì thế, Ngài đã thi hành cái công trình cứu chuộc qua con độc sanh của Ngài, qua sự chết của Chúa Giêsu Christ. Câu 21 nói rằng, nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Sự công chính của Đức Chúa Trời là gì? sự công chính đây nói đến cái mối liên hệ trong giao ước của chúa chúa sống đúng với cái mối liên hệ đó thì đó là sự công chính của chúa chúa giữ cái mối liên hệ đó chúa giữ cái giao ước của chúa chúa trung thành hay là trung thành chúa thành tín đối với lại cái giao ước của ngài đó là cái sự công chính của chúa cái người mà gian ác không có sống theo lời của chúa thì chúa sẽ nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời nhưng mà người nào yêu mến Chúa thì Chúa sẽ làm ơn ngàn đời cho con dòng dõi của họ. Chúa giữ đúng cái giao ước đó. Nhưng mà tối tiếc thay trong giao ước cũ đó người Do Thái đã khước từ Chúa. Họ đã chối bỏ Chúa cho nên giao ước đó không đem lại cho họ một cái phước hạnh mà chỉ đem lại cho họ cái sự rủa xả mà thôi. Và luật pháp không đem lại cho người ta sự cứu rỗi nhưng mà cho người ta biết rằng họ cần được sự cứu rỗi không phải bởi giữ theo kinh luật mà người ta được sự cứu rỗi nhưng mà kinh luật là một thầy giáo dẫn chúng ta đến với Chúa cử thể về sự cho nên sự công chính của Chúa là gì bây giờ quý vị cứ thay thế nha quý vị thấy cái chữ sự công chính bằng thay thế là hành động yêu thương cứu chuộc nhưng bây giờ hành động yêu thương cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp. Hành động yêu thương cứu chuộc này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Sự công chính Chúa Trời là hành động yêu thương cứu chuộc. Bây giờ nếu hỏi quý vị, sự công chính của Chúa Trời là gì? Thì quý vị trả lời là đó là hành động yêu thương cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Phải không? Để dễ hiểu. <laughs> Còn nếu mà nói sự công chính mà chẳng biết là sự công chính là gì? Đó là cái công trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Câu 22 nói rằng đó là sự công chính của Đức Chúa Trời hay là hành động yêu thương cứu chuộc của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ ban cho mọi người có lòng tin không phân biệt ai cả. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời nhờ ân điển Ngài. Bởi sự cứu chuộc trong đấng Christ Giêsu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Bây giờ xưng công chính là gì quý vị? xưng công chính là gì à, được chúa kể là người con chính nhưng mà cái đó nghĩa là gì như vậy chúa muốn chúng ta có một cái mối liên hệ thân thiết tốt đẹp với chúa nhưng mà chúng ta không có đủ cái điều kiện vì có chúng ta là những người có tội chúa là đấng thánh chúng ta là người tội lỗi không thể nào đến với đấng thánh được bây giờ chúa làm cho chúng ta đủ cái điều kiện để mà được đến với chúa mà cái điều kiện mà người ta thường nghĩ là phải giữ theo kinh luật vân vân thì mới đến với Chúa, nhưng mà giờ Chúa để gác bỏ cái giao ước đó qua một bên, Chúa lập một giao ước mới. Nhưng bây giờ, tức là trong cái thời điểm hiện tại này, Chúa có một cái giao ước mới. Giao ước mới này, này dựa ở trên sự hy chất hy sinh của Jesus Christ, trên ân sủng của Chúa và trên đức tin. Cho nên nó là nhờ ân điển, Ngài nhờ ân điển Ngài. Bởi sự cứu chuộc trong đấng Christ Jesus mà họ được xưng công chính, tức là họ được đủ cái điều kiện qualify được đủ điều kiện để mà đến với Chúa mà không phải trả một giá nào. Không phải trả một giá nào. Không phải làm gì cả. Chỉ có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà thôi. Quý vị thấy lạ lần không? Đây là cái ân sủng cứu rỗi của Chúa tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa vì sự hy sinh đó mà Chúa dành cho chúng ta. Như vậy những câu kinh thánh này có thể được lặp lại như thế này nhưng bây giờ trong giao ước mới hành động yêu thương cứu chuộc của đức Chúa trời được, được bày tỏ mà không qua kinh luật mặc dù công việc yêu thương cứu chuộc đó đã được kinh thánh cử ước xác nhận sự yêu thương cứu chuộc đó là qua đức tin nơi dưới Giêsu Christ dành cho tất cả những ai có lòng tin dù là người do thái hay là người việt vì tất cả đều đã phạm tội không đạt đến tiêu chuẩn vinh quang của Đức Chúa trời và họ được hội đủ điều kiện để có mối tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời nhờ ân điển Ngài qua sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jesus mà không phải trả một giá nào. Quý vị có thể nói hallelujah tại ơn Chúa không? Hallelujah tại ơn Chúa nha. Yeah. Và quý vị và các bạn có bao giờ nghĩ tại sao Đức Chúa Trời phải trả một cái giá quá cao, Ngài phải cực nhọc, khổ tâm, lao lực hy sinh để mà cứu chúng ta không? Tại sao mà Chúa làm như vậy? Là tại vì Chúa thương chúng ta, Chúa muốn có một cái mối liên hệ gần gũi với chúng ta. Chúa muốn đem chúng ta đến gần với tấm lòng của Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương qua hành động cứu chuộc vì Ngài muốn có mối liên hệ thân thiết với mỗi quý vị và chính tôi. Nếu quý vị, thì quý vị phải đòi hỏi một người phải như thế nào, phải có những điều kiện nào thì mới được làm bạn thân của quý vị. Nói bạn bình thường thì không nói Nhưng bây giờ là một người bạn thân Thì quý vị nghĩ là phải có những cái điều kiện nào Và Có người đã liệt kê 15 cái điều kiện để mà được làm bạn thân Thứ nhất Bạn thân là phải trung thành với nhau Nếu mà phản bội nhau là không phải là bạn thân Bạn thân phải tin cậy nhau Không tin nhau là không phải là bạn thân Bạn thân là phải Có thể nương cậy nhau được Depend on each other Thì mới là bạn thân bạn thân là phải nói chuyện nói là truyền thông với nhau có sự tương giao với nhau thì mới đó gọi là bạn thân còn không thì là bạn sơ chứ không phải bạn thân bạn thân là phải chăm sóc lẫn nhau bạn xong là phải tôn trọng nhau bạn mà không có tôn trọng nhau là không phải bạn bạn là có thể chia sẻ những cái ước muốn cho nhau thứ tám bạn có thì giờ cho nhau đó mới là bạn chín à bạn yêu thương nhau 10, bạn biết nhau 11. Thành thật với nhau 12. Muốn cái điều tốt nhất cho nhau 13. Biết ơn nhau 14. Bản thân khích lệ lẫn nhau Và 15. Là bạn thân cần nhau Nếu mà không cần nhau thì không phải là bạn thân Cái người bạn thân nó ngộ lắm Tức là người đó đi ra khỏi cuộc đời của mình Mình cảm thấy thiếu thốn Thiếu hụt làm sao đó Cái nhà, Những cặp vợ chồng sống với nhau như là bạn thân nên là người chồng hay người vợ qua đời rồi người còn lại thấy hụt hẳn, thấy thiếu, tại vì ta thật sự là bản thân. Có những người vợ chồng sống với nhau mà giống như là bạn thường thôi, à, bà chết rồi thì thôi mình lấy bà khác đâu có sao đâu. Đó là, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà người mà bản thân với nhau, không có ai thể thay thế người đó được. Là bản thân là như vậy. Là sống với nhau không không thể thiếu nhau được. Đó là bản thân. 15 cái điều kiện để mà trở thành một người bạn thân Nhưng mà chỉ cần có một điều kiện để mà trở nên bàn thiết của Chúa <laughs> Chỉ có một điều kiện mà thôi Và được nói ở đây Đó là Trở lại Đó là đức tin nơi Đức Chúa Chris Sự công chính của Chúa Trời Bởi đức tin nơi Đức Chúa Chris Ban cho mọi người có lòng tin Không phân biệt ai cả Chỉ có một điều kiện mà thôi để được làm bạn thân của Đức Chúa Trời đó là đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ đặt đức tin nơi Chúa Jesus tin cậy quyền năng của Chúa Trời tin cậy tình yêu thương của Ngài đặt đức tin nơi huyết của Chúa Jesus tức là nương cậy vào sự cứu chuộc mà qua sự chết hy sinh của Ngài đã thực hiện cho mình chỉ cần tin nơi Chúa Jesus Christ là quý vị hội đủ điều kiện để được có mối tương giao thấm thiết thân mật gần gũi với Đức Chúa Trời Mục sư Nguyễn Thị Ông thuật lại, ông nói rằng Tôi được sinh ra trong một gia đình có đạo Từ nhỏ tôi đã nghĩ như vậy Và đương nhiên rằng mình là con của Đức Chúa Trời Nhưng thật sự không phải như vậy Lời Chúa dạy mọi linh hồn đều thuộc về ta Linh hồn cha cũng như linh hồn con Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết Lời Chúa cho thấy một trách nhiệm cá nhân giữa mỗi người với Chúa một người không thể đương nhiên là con của Chúa vì sinh ra trong gia đình có đạo. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về số phận của linh hồn mình trước mặt Thiên Chúa. Mỗi người phải ý thức mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa một cách riêng tư cho chính mình. Và ông nói và bài học đầu tiên mà tôi đã học cho chính mình mà tôi quyết định đặt lòng tin nơi Chúa cách riêng tư cho chính mình vào năm 1961. Một bài học khác mà tôi đã học cho chính mình là bài học sau đây. Lúc nhỏ tôi vẫn nghĩ rằng nếu mình tham gia vào các hoạt động và công tác của nhà thờ, nếu mình đọc kinh thánh và cầu nguyện, không bỏ qua một buổi lễ nào thì mình sẽ được Chúa vui lòng. Mình sẽ được làm con của Chúa. Một lần nữa lời Chúa dạy thật rõ ràng trong vấn đề này, Chúa phán không phải bất cứ ai thưa với ta lạy chúa lạy chúa mà được vào nước thiên đàng đâu nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha ta là đấng ngựa trên trời mới được vào mà thôi chúng ta có thể gọi tên chúa nhân danh chúa làm điều này điều nọ nhưng nếu chính bản thân của chúng ta chưa một lần gặp chúa chưa một lần đối diện với ngài thì chúng ta vẫn ở ngoài chúa chúa phán với những người đó ta không biết các ngươi bao giờ Biết là nói đến một cái mối quan hệ riêng tư đậm đà thân thiết giữa ta với Chúa Và cái mối quan hệ này chỉ có khi ta đặt lòng tin nơi Chúa cách cá nhân riêng tư giữa ta với Chúa Như vậy sinh ra trong một gia đình có đạo không nhất thiết là con của Chúa Thi hành một lễ nghi và sinh hoạt tôn giáo không nhất thiết là trở nên con của Đức Chúa Trời để được làm con của Chúa, mỗi người chúng ta phải rộng mở tâm hồn tiếp đón Chúa cách riêng tư, cách cá nhân. Khi Chúa đến trong trần gian này, Ngài đến với mỗi con người chúng ta một cách riêng tư và cá nhân. Đức Chúa trời không muốn quý vị chỉ được cứu, được tha tội, được thoát khỏi ngục, được vào thiên đàng cái đó Chúa không muốn chỉ được bao nhiêu đó thôi không phải chỉ là linh hồn được tội lỗi được tha linh hồn được cứu được vào thiên đàng đó là chưa không chỉ muốn quý vị được ba những điều đó ngài muốn quý vị có sự sống đời đời sự sống đời đời là gì là nhận biết Chúa sự sống đời đời tức là có cái mối liên hệ tốt đẹp với ngài ngay bây giờ sống mỗi ngày trong cái tình yêu thương của Chúa gần gũi với Chúa trong sự tương giao mật thiết với Chúa Đó là sự sống đời đời Đó là thiên đàng Thiên đàng không phải là một cái nơi Mà thiên đàng là một đấng Đó là đấng Christ Và quý vị có đấng Christ là có quý vị có thiên đàng Quý vị không có đấng Christ Quý vị chẳng có thiên đàng đâu Ai có con thì có sự sống đời đời Ai không có con thì không có sự sống Chẳng thấy sự sống bao giờ Chẳng bao giờ được vào thiên đàng quý vị có thể lừa dối quý vị nhưng mà nếu quý vị không có cái mối liên hệ với đức chúa trời một cái thân thiết ngọt ngào qua chúa giêsu christ quý vị chẳng có phần gì với đức chúa trời cả chúa muốn chúng ta có mối liên hệ thân thiết với chúa và chúa phải trả giá cao để chúng ta những con người tội lỗi xấu xa hội đủ điều kiện để có được cái mối quan hệ tốt đẹp với ngài Chúa đã đáp ứng sự đòi hỏi của lẽ công bình để chúng ta có thể được làm con của Chúa, để chúng ta được gần gũi với Ngài. Câu 25 năm nói rằng Đức Chúa Trời đã lập Ngài, tức là lập Chúa Giêsu làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta, cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Trong hiện tại Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. Ồ, hai câu này thật là quý báu không quý vị chúng ta làm sao mà chúng ta là con người tội lỗi được đến mà được gần gũi với chúa trời là bởi công ơn cứu rỗi của chúa giêsu chúa giêsu đã trở thành một cái sinh tế chuộc tội cho chúng ta cơn giận của chúa trời đổ xuống cho những người có tội vì chúa là đấng kỵ tà chúa không thể chấp nhận tội lỗi nhưng mà vì chúa yêu thương cho nên ngài đã ban chúa giêsu christ gánh tội cho chúng ta nhờ đó mà chúng ta được sự cứu rỗi. Tôi xin quý vị tưởng tượng với tôi nha, tưởng tượng là quý vị đến tại một nơi để mà cư ngụ và người ta cho quý vị biết rằng quý vị quản thủ ở cái vùng đất đó là một người rất tốt, rất khôn ngoan, có nhiều tài năng thế lực, rất giàu có và đặc biệt là yêu thương mọi người ở trong cái vùng đất của ông ai mà gần gũi với ông thì thật là có phước vì được ông yêu thương làm bạn bảo vệ tôn trọng hướng dẫn dạy dỗ những điều khôn ngoan chu cấp cho tất cả những cái nhu cầu và được cùng ngồi dự tiệc ở trong bàn với ông sung sướng lắm nhưng mà ông cũng rất là nghiêm trong cái việc giữ phép vệ sinh và ông không có chấp nhận ai có cái bệnh truyền nhiễm đến gần với ông ông không chấp nhận tiếc thay có một cái cơn dịch đến ở trong cái vùng đó và vị quản thủ dặn mọi người là phải nấu nước cho kỹ trước khi uống đừng có uống nước một cách bừa bãi cẩn, cẩu thả nhưng mà ai nấy đều cãi lời của ông họ nói đâu có sao đâu không đâu có thấy con vi khuẩn nào đâu cho nên không có không sao và họ cứ uống nước mà không có chịu đun sôi. Và tất cả đều bị nhiễm bệnh. Con vi khuẩn, siêu vi khuẩn đó nó vào, nó nằm ở trong máu, ở trong xương tủy, ở trong thần kinh hề của mọi người và cái công sư vi khuẩn này nó gây lên những cái triệu chứng ở bên ngoài có người thì mặt nó bị sần lên có người thì bị lỡ môi có người thì mắt chảy ra ghèn rồi nước vàng nước mũ có người thì lỗ tai chảy mũ vàng ra rồi có người thì cá mình là à, nổi lên những cái cục này cục nọ những cái hột hột này à, những hột đốm đốm rồi có người thì có những cái vòng tròn tròn đỏ đầy người hết và và bây giờ người ta cố gắng mặc quần áo để mà che lại để cho người ta không có thấy rằng mình có bệnh và những người mà bị bị sần ở trên mặt thì ráng để mà bôi phong, son son Để làm sao chơi bôi phấn làm sao để cho thấy nó vẻ nó sạch sẽ và có những người thì muốn đến để làm bạn với cái vị quản thủ vùng đất đó nhưng mà không thể nào che giấu được cái cơn bệnh mình đang có và ông thì rất là xa xẻ ông thương lắm nhưng mà không muốn gần được không ai gần được tại vì họ đều có cái bệnh cả họ cố gắng kỳ cọ cố gắng bôi thuốc ở bên ngoài để cho nó cho nó hết bệnh nhưng mà cái con siêu vi khuẩn này nó nằm ở trong thần kinh hệ đó nó trốn ở trong đó không thể nào diệt được nó và nó nằm ở trong máu đó nó nằm ở trong xương tủy đó không thể nào loại trừ được nó không có cái thuốc nào trị được nhưng mà đặc biệt là trong quản thủ của vùng đất này ở trong máu của ông ấy, thì có cái chất sáng kinh kháng sinh để mà có thể tiêu diệt được những cái con vi khuẩn đó và ông rất là thương cho nên ông bằng lòng lấy máu của ông và ông trong, để trong những cái ve 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 như vậy Ông nói ai mà đến Thì ta sẽ tiêm cho một vé Một một, một chút máu của ta Là là sẽ cái Trị được cái con siêu vi khuẩn là hết bệnh Hay Ai Muốn cứ đến Bất cứ ai Mà có người thì họ Mắc cỡ Mình tới với ông Tức là mình thử, thừa nhận mình là người có bệnh Cho nên thôi không muốn đến có người thì thấy thôi mình ai cũng có bệnh hết mình cũng có bệnh thôi huề khỏi cần lo làm chi. Mình sống chung với nhau, người họ bị bệnh mình bị bệnh, mình mà sạch sẽ là người ta người ta ăn ở dơ giấy mình lây lây cũng mất công nữa thôi khỏi. À, cho nên không có đến nhưng có người nào mà đến với vị đó nhận đấy huyết của vị quản thủ đó thì được lành bệnh. Vị quản thủ vì thương cho nên sẵn sàng hy sinh và đây hình ảnh chúng tôi muốn nói về Đức Chúa Trời. Chúa thương chúng ta lắm. Và chỉ có huyết của Chúa mới làm sạch mọi tội của chúng ta mà thôi. Chỉ có huyết Chúa làm sạch mọi tội của chúng ta mà thôi. Khi chúng ta đến và tin nhận Chúa Giêsu Christ, Kinh Thánh nói rằng chúng ta có đức tin trong huyết Ngài, đức tin trong huyết ngài đức tin trong huyết ngài không phải là tin vào huyết của Chúa Giêsu Christ nhưng mà tin vào công ơn cứu rỗi đã được thực hiện trong huyết của Chúa trong sự hy sinh của ngài thì chúng ta được sự cứu rỗi Được đến với Đức Chúa Trời Không phải chỉ được thoát khỏi địa ngục Được vào thiên đàng khi chúng ta qua đời Nhưng chúng ta được sống ở Trong mối tương giao với Chúa Mỗi phút mỗi giây sung sướng với quý vị Chúng ta sẽ được Chúa ở cùng Dạy dỗ dẫn dắt Chúa làm bạn với chúng ta Ngài gần gũi, Ngài yêu thương Ngài cung cấp, Ngài lo liệu Ngài bảo vệ ngay ở cùng chúng ta Chúng ta không có sợ hãi gì cả Chúng ta không cô đơn gì cả Vì chúng ta có Chúa ở với chúng ta Đó là phước hành cho những người Được sống ở trong Chúa oh, Có một vị Tên là Robert Timothy Zimmer Bây giờ thì ông được uh, Được cử làm uh, uh, Malaysia Ambassador tức là cái người mà chuyên môn để mà lo trị cái bệnh dịch tả cho ở tại un tức là uh, chính phủ mỹ cử ông làm như đó nhưng mà ông là con của giáo sĩ uh, zimon ở tại Ba thuộc ở đây có một số người biết uh, ông robert mình uh, ông bà giáo sĩ uh, có lẽ một số người đó chúng ta có gặp bà giáo sĩ drummond và uh, giáo sĩ drummond là chị của ông này và ông này thì Uh, ông đã làm chứng lại ở tại một cái kỳ hội đồng về cái ơn phước của chúa và ông uh, ông nói như thế nào công việc của chúa đã làm trong cuộc đời của ông uh, khi mà cha mẹ của ông bị bị bắn chết bị quân bắt việc bắn chết ở tại ba Mơ Thuộc thì ông đang đi học ở tại uh, trường đại học năm cuối của trường đại học và bị tuyên quý của trường đến và báo cho ông thông tin rằng ba của ông đã bị ba của ông và năm giáo sĩ khác đã bị lính bắt Việt bắn chết nãy tới nói lộn bà mẹ thì không có bị bắn chết nhưng bà mẹ thì bị thương nặng và khi quân bắt Việt thả mình à, lựu đạn vào trong cái hầm rồi bắn vào trong cái hầm đó người ta chết hết rồi bà thì bị 15 cái vết đạn nhưng mà không chết và bà nằm đó bà giả chết rồi quân lính Bắc Việt vô kéo bà lên và kéo bà vào ở trong rừng. Rồi sau khi mà quân miền Nam tới giải cứu và đã đánh lui quân Bắc Việt đó thì người ta tìm thấy bà ở trong rừng và một số người thượng nhận ra bà, mới đem bà về và được cứu vớt bà trở về lại Mỹ. Và cảm ơn Chúa là bà được trở về và bà mới về với Chúa cách đây một vài năm mà thôi khi ông Giai một sinh viên học trong trường nghe cái tin hung tin đó, ông nghĩ đến câu kinh thánh trong Roma đoạn 8 câu 36. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng mà rằng nghĩ rằng cái câu đó không cấp áp dụng cho ông. Ở trong trường hợp đó, trước đó thì đã ông đi trong một cái đoàn xe và bị người bị giật mình nhưng mà cái xe của ba con ông thì không có bị nổ cho nên thoát chết mà ông hiểu tại sao kỳ này chưa không cần cứ giải cứu ba ông một lần nữa để cho ba ông phải chết và trong lần đầu tiên trong cuộc đời của ông, ông đã phải vật vã với cái niềm tin của mình. Vì lúc đó, ông thấy rằng Chúa có cái quyền tối hậu trên vấn đề đạo đức tâm linh của mình. Rồi, ông nghĩ đến Esai đoạn 55. Hãy tìm kiếm Đức Giêsu Va trong khi mình gặp được. Hãy kêu cầu khi Ngài ở gần. Ý tưởng ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối ta cũng chẳng phải đường lối các ngươi. Và tối hôm đó, ông đã đi đến một kết luận rằng mặc dù ông không thể hiểu được những biến cố đã xảy ra, nhưng qua lời Chúa, ông biết rằng qua những hoàn cảnh đau thương đó, Chúa có một cái chương trình đặc biệt cho ông. Mẹ ông thì được thoát chết, được đi về Washington và hai tuần trước khi ông ra trường thì ông bị gọi phải nhập ngũ ông không có thích làm lính bộ binh cho nên ông đã đăng lính hải quân và ông đã trở thành một phi công lái máy bay và bà ngoại ông thì nói rằng con không có nên đi lính hải quân lái máy bay rồi ông nhất quyết đi cho nên bà, bà ngoại ông thì nói rằng con lái máy bay mà con nhớ lái thấp thấp và bay chậm chậm nha <laughs> nhưng mà khi ở trong đội đó 12 người trong cái phi đội của ông Xin lỗi có 15 người mà chết hết 12 người Lúc đó người ta luôn luôn suy nghĩ đến những điều quan trọng Cái lúc mà đối diện với cái giờ chót phút chót của cuộc đời Cái gọi là cái final crisis of life Người ta nghĩ đến Đức Chúa Trời Nghĩ đến cái mối liên hệ của mình Và cho rằng điều đó là quan trọng nhất Mới đầu khi ông tới ở tại cái Chỗ đóng quân đó thì chỉ có vài người leo teo đến trong cái buổi nhóm mà thôi, nhưng mà sau một thời gian là dường như tất cả mọi người đều đến trong cái buổi thờ phần Chúa để tìm kiếm Chúa. Ông nói, nhìn lại những năm trong quãng đời thế ấu và những năm trong quân đội, tôi thấy tôi là một người yếu đuối với nhiều lỗi lầm. Điều đơn giản nhất để hiểu, dễ hiểu là nếu tôi không có đức tin thành thật nơi Chúa thì tôi chỉ đi qua tất cả mọi điều như là thông lệ bề ngoại mà thôi. Nếu tôi không có cái đức tin thành thật nơi Chúa Thì tôi sẽ đi qua mọi điều như là cái thông lệ bề ngoài mà thôi Quý vị, nếu quý vị không có đức tin nơi Chúa Quý vị đi nhà thờ Chỉ là cái thông lệ bề ngoài mà thôi Không có cái mối tương quan tước đẹp gần gũi với Chúa Quý vị có thể tự lừa dối mình Nói là tôi tin Chúa, tôi sẽ được lên thiên đàng Tôi sẽ thoát địa ngục Nếu quý vị không có thì giờ gần gũi với Chúa Chúa không quan trọng trên quý vị Trong đời của đời quý vị thì quý vị chỉ đi qua thông lệ đề ngoài mà thôi. Khi những cái sóng gió xảy đến cuộc đời của quý vị, quý vị sẽ ngã ngay không có Chúa trong cuộc đời của quý vị. Phải có Chúa trong cuộc đời của quý vị. Và ông nói như thế này, cái điều mà ông ao ước, ông nói thế này, cái điều ao ước là xin khi quý vị rối trí cảm thấy chán nản, không biết phải làm gì, hãy quay đến với Chúa Giêsu, nhưng Ngài đã cung cấp cho tôi Mối tương quan mật thiết với ngài qua kinh thánh qua các vị tư quý qua gia đình thì ngài cũng muốn quý vị muốn cho quý vị biết rằng quý vị có thể có mối tương quan với Chúa và vui hưởng ngài mãi mãi vui hưởng Chúa ngay hôm nay và vui hưởng Chúa mãi mãi quý vị quý vị ơi Chúa muốn có một cái mối quan hệ gần gũi kỳ Chúa muốn gần quý vị và Chúa bằng lòng trả giá cao nhất để quý vị được gần với Chúa Bây giờ có hỏi là quý vị có muốn gần với Chúa không? Quý vị có muốn gần Chúa không? Quý vị có muốn có cái mối tương giao đó không? Có muốn hàng ngày đến với Chúa vui hưởng Chúa không? Chúa thương quý vị, có hỏi là quý vị có hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn để mà yêu mến Chúa không? Thưa quý vị, hãy tìm kiếm Chúa, đừng cái đeo đuổi những cái việc tầm thường có lẽ một số người đã nghe về cái bài um, về Mother Goose rất là quen thuộc nói như thế này Pussy Pussy Cat Where Have You Been I've been to London to visit the Queen Pussy Pussy Cat What Did You Do There I frightened a little mouse under the chair để tạm dịch như thế này Mèo hỡi mèo ơi mèo đã đi đâu Tôi đến London để thăm nữ hoàng Mèo hỡi mèo ơi mèo làm gì ở đó tôi nhát con chuột nhắc làm nó sợ trốn dưới gầm bàn giống như con mèo cuộc đời của nhiều người tín đồ chỉ thỏa mãn tham gia vào những cái điều tầm thường đeo đuổi những việc nhỏ nhặt đồng tiền chiếc xe cái nhà đuổi theo những cái con chuột trong khi đó chúng ta có cái đặc ân để vui hưởng những giờ phút với hoàng gia, với vị vua trên vua, chúa trên môn chúa. Con chuột đó đến London để gặp nữ hoàng, mà thay vì gặp nữ hoàng chỉ lo đuổi con chuột trốn dưới gầm bàn, dưới gầm ghế. Cuộc đời quý vị có như vậy không? Tức là mình đi tìm một cái gì đó trong khi chúa đã trả một giá quá đắt bằng chính sinh mạng của ngài để có sự tương giao với chúng ta và chúng ta không thèm chúa chúng ta chọn những cái thú vui những cái game những cái movie những cái đồng tiền mà chúng ta không có thì giờ để mà tương giao với chúa vô lý không quý vị vô lý quá thay vì thỏa lòng với những đòi hỏi tối thiểu hàng ngày chúng ta có thể làm mối quan hệ của chúng ta với chúa trở nên sâu đậm để chúng ta được tăng trưởng ở trong đức tin. Cái sự khao khát được gần với Chúa là cái thước đo một người có thật sự là con của Chúa hay không. Một người mà được sanh lại là một người muốn có cái mối liên hệ với Chúa. Trong cái từng trải theo Chúa, cái từng trải đức tin của cuộc đời muốn có một cái mối liên hệ thân thiết với Chúa và muốn muốn làm đẹp lòng Chúa là dấu hiệu mạnh mẽ nhất của một cuộc đời đã được Chúa tái sinh. Nếu một người đã được Chúa tái sanh rồi thì đó là cái điều mà người ta người đó khao khát. Một người làm con của Chúa là khao khát gần với Chúa, khao khát sống làm đẹp với lòng Chúa và khao khát được thân thiết với Chúa. À, và hai điều đó nó đi với nhau quý vị cái điều mà làm cho chúa đẹp lòng đó là sao là quý vị gần với chúa nếu mà quý vị uh, được gần gũi với chúa đó thì là đó là cái điều làm cho chúa đẹp lòng mà quý vị làm chúa đẹp lòng thì quý vị được gần gũi với chúa hai cái đó nó đi với nhau tưởng tượng như thế này nếu quý vị có một đứa con mà nó không có muốn gần với quý vị nó chỉ muốn quý vị phục vụ nó cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó đi học, chở nó đi đây đi đó. Nhưng mà nó không bao giờ muốn gần gũi nói chuyện, chia sẻ tâm tình như quý vị hết. Cũng bằng thừa. Chúa cứu chúng ta để chúng ta được gần với Chúa. Quý vị có muốn gần với Chúa không? Tôi còn nhiều nữa, tôi muốn chia sẻ với quý vị. Những tỷ già không còn. Quý vị hiểu được cái lòng của Chúa đó quý vị. Chúa thương quý vị vô cùng. Trả giá cao vô cùng. Để quý vị được gần Chúa. Quý vị hãy đến gần với Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện. Ôi Chúa Thánh chúng con cảm ơn Chúa Chúng con hiểu được lòng Chúa dành cho chúng con Chúng con mong được gần lòng tự ái của Chúa Cha Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen